Shop Bong Audio xin kính chào các bác. Hôm nay em gặp lại các bác một cái clip để giới thiệu về cặp loa JBL L200B Studio Master. Cặp này là một cặp model lớn thứ hai sau model JBL L300 quá nổi tiếng rồi. Cặp này thì có hình dáng và cấu tạo và đặc biệt là driver giống như L300. Đó chính là một loa bass 40cm. Ở loa bass 40cm thì củ bass 136A được JBL L200B và L300 sử dụng được đánh giá rất cao về hiệu năng cũng như là chất âm chất lượng, bởi vì nó sử dụng 500 Anico làm củ. Đặc biệt là L200B này sử dụng cả củ bát và củ chép là đều là 500 Anico, cho nên do rất là dễ phối ghép, đặc biệt là chất âm rất mềm mại. Xin mời các bác nhìn gần hơn để chiêm ngưỡng. Vâng, có thể nói là rất là đẹp. Tất cả zin, đặc biệt là phần gân loa thì đều đã phải thay thế do nhiều năm sử dụng, và đặc biệt là khi về đến khí hậu của Việt Nam thì nó không tốt cho những cái viền mút này thì nó đã mụn, và hầu như là đã mụn sẵn. Còn nếu mà còn viền zin thì cũng chỉ chơi được vài năm, và đặc biệt là viền thay thế cũng rất là đẹp, được shop thay tại cơ sở Việt Hùng. Vâng, gân rất mềm nhũn, và đặc biệt là gân thay thì sẽ đảm bảo được chất âm hơn là các cặp mà còn gân zin mà đã nhũn, thì cái độ đàn hồi không tốt bằng gân thay mới được. Gân thay mới thì một loại gân rất đẹp và mềm. Vâng, tiếp theo đây chính là loa chép. Loa chép thì sử dụng loa chép kèn, đặc biệt là củ Anico, cho tiếng rất mạnh, sạch sẽ. Loa thùng mũi là nó chắc chắn. Chiếc bên này hai cặp về số series cũng rất là gần nhau. Chép rất đều và đẹp. Đây em đang phối ghép với lại âm ly Luxman L590A2, một loại âm ly rất cao cấp của Luxman, chạy class A, chỉ có 30W thôi nhưng mà có thể đánh cặp loa này rất là tốt. Cùng theo đó là em sử dụng đầu CD Stack 50. Xin mời các bác cùng thưởng thức chất âm qua một bản nhạc vàng của cặp loa này. Và em xin thông báo là cái cặp loa này được em bán với giá là 58 triệu. Và hiện nay thì giá JBL đang rất là tăng cao tất cả mọi model, đặc biệt là những cái dòng mà được mọi người chuộng và được đánh giá cao về chất âm. Còn riêng như cặp L200B này thì giá vẫn ổn định, không bị thổi giá, và đặc biệt là rất hiếm. Xin mời các bác cùng thưởng thức. Em xin thông báo là em bán với giá 58 triệu. Các bác có nhu cầu liên hệ em với số điện thoại 0978 263 263, địa chỉ số 45 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, shop Bá Hồng Audio. Xin cảm ơn các bác và xin mời các bác thưởng thức. Em sẽ quay loa lại để cho nó hướng âm về phần máy quay.
duyên lỡ làng. Khóc làm chi cho chua xót tình yêu, cho cay đắng thêm nhiều, yêu chẳng được bao nhiêu. Mai lên xe hoa em sầu trong áo cưới, mai lên xe hoa còn thương nhớ một người. Ai sao đau thương đêm từng đêm tiếc nuối. Em đã đi rồi, em đã quên người tình xưa. Nói đi anh cho vời niềm buồn tình yêu. Nói đi anh vì mình thương quá nhiều. Khóc làm chi cho hoen úa rèm mi, cho héo úa xuân thì nhớ thương nhau rồi đi. Nói đi anh khi chuyện mình dở dang. Nói đi anh vì tình duyên lỡ làng. Không làm chi